Bức thư thứ 30, đừng để kẻ xấu níu chân con. Ngày 11 tháng 5 năm 1902, John thân mến, bố nghĩ rằng con đã nhận thấy một số suy nghĩ và ý tưởng của con đang thay đổi vì những người bạn con đang chơi cùng. Tất nhiên, bố không phản đối việc con mở rộng vòng kết nối xã hội của mình. Nó có thể giúp con tăng hứng thú với cuộc sống, mở rộng phạm vi cuộc sống, thậm chí giúp con tìm được người con tâm giao hoặc giúp con đạt được lý tưởng trong cuộc sống. Nhưng một số người rõ ràng không đáng để con giao du với anh ta. Ví dụ những người bị ám ảnh bởi sự tầm thường. Khi còn nhỏ, bố đã từ chối tiếp xúc với hai loại người. Loại người đầu tiên là những người hoàn toàn đầu hàng và ổn định trong hiện trạng. Họ tin rằng điều kiện của họ không đủ và tin rằng những thành tựu sáng tạo chỉ là bằng sáng chế may mắn và họ không có được phước lành này. Loại người này sẵn sàng giữ một vị trí rất an toàn nhưng bình thường năm này qua năm khác. Họ cũng biết rằng họ cần có một công việc nhiều thử thách hơn để tiếp tục phát triển và lớn mạnh. Nhưng vì có vô số sự cản trở, họ cho rằng mình không thích hợp làm những việc lớn. Những người khôn ngoan sẽ không bao giờ ngồi than thở cho số phận. Nhưng những người như vậy sẽ chỉ than thở cho số phận của họ, chứ họ không bao giờ ngưỡng mộ bản thân, xem mình là người quan trọng hơn và có giá trị hơn. Họ mất đi cảm giác khiến bản thân dốc hết sức lực, mất đi chức năng khích lệ bản thân, thay vào đó là sự tiêu cực chiếm trọn trái tim. Loại người thứ hai là những người không thể thực hiện thử thách đến cùng. Họ từng rất háo hức để đạt được những điều lớn lao và họ cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho công việc và thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng trong vài thập kỷ hoặc 10 năm trở lại đây, khi sức đề kháng đối với công việc tăng lên từ từ và cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được trình độ cao hơn, họ sẽ cảm thấy rằng việc tiếp tục thực sự không đáng. Vì vậy, họ đã từ bỏ nỗ lực và trở nên bạo lực. Họ sẽ tự cười nhạo mình, chúng ta có lợi thế hơn người bình thường và cuộc sống của chúng ta tốt hơn người bình thường. Tại sao chúng ta không bằng lòng mà lại đi mạo hiểm? Trên thực tế, loại người này có cảm giác sợ hãi. Họ sợ bị thất bại, sợ mọi người không đồng ý, sợ tai nạn xảy ra, sợ mất đi những gì đã có. Họ không hài lòng, nhưng họ đã đầu hàng. Một số người trong số này rất tài năng, nhưng họ sẵn sàng tiêu phí thời gian một cách vô tư vì họ không dám mạo hiểm một lần nữa. Hai loại người này có chung một độc tố tư tưởng, dễ bị nhiễm độc tố tư tưởng của người khác, tức là tiêu cực. Bố luôn nghĩ rằng tính cách và tham vọng của một người, địa vị hiện tại đều liên quan đến việc người đó kết hợp với ai. Thường xuyên tiếp xúc với những người tiêu cực, bản thân anh ta sẽ trở nên tiêu cực. Quá gần gũi với tiểu nhân sẽ sinh ra nhiều thói quen xấu. Mặt khác, nếu anh ta thường tiếp xúc với các ông lớn thì sẽ được nâng cao trình độ tư tưởng của bản thân. Tiếp xúc thường xuyên với những người đầy tham vọng và thành công cũng sẽ cho phép anh ta phát triển những tham vọng và hành động cần thiết để thành công. Bố thích kết bạn với những người không bao giờ chịu thua. Có một nhà thông thái đã nói rất hay rằng: tôi muốn thách thức những nghịch cảnh ghê tởm, bởi vì những người khôn ngoan nói với tôi rằng đó là hướng đi khôn ngoan nhất để dẫn tới thành công. Rất hiếm có những người như vậy. Những người như vậy sẽ không bao giờ cho phép bi quan điều khiển mọi thứ, không bao giờ chịu khuất phục trước các loại phản kháng, huống chi là tin tưởng rằng mình là người vô dụng. Mục đích sống của họ là đạt được thành công. Những người như vậy rất lạc quan, bởi vì họ phải thực hiện mong muốn của họ. Một người như vậy có thể dễ dàng trở thành nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau. Họ có thể tận hưởng cuộc sống và thực sự hiểu được giá trị của cuộc sống. Họ đều mong chờ từng ngày mới và những cuộc tiếp xúc mới với những người khác, vì họ coi đây là kinh nghiệm sống phong phú nên nhiệt tình chấp nhận. Bố tin rằng tất cả mọi người đều muốn được tham gia, bởi vì chỉ những người này mới có thể thành công và chỉ những tài năng này mới thực sự làm nên chuyện và có thể nhận được kết quả như mong đợi. Thật không may, người tiêu cực có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi và nhiều người không thể thoát khỏi vòng vây của bức tường tiêu cực. Mọi người xung quanh chúng ta đều giống nhau, một số thì thụ động và bảo thủ, trong khi những người khác thì hiếu chiến. Một số người bố đã làm việc cùng, một số người muốn ăn cùng nhau, một số khác lại có tham vọng và muốn có màn trình diễn tốt hơn. Họ cũng hiểu rằng họ phải là những người giỏi học hỏi trước. Để đạt được điều gì đó, hãy tránh rơi vào những cái bẫy khác nhau. Mọi người đều biết rằng họ không thể làm điều đó ở khắp mọi nơi, nhưng họ chặn đường tiến của con và ngăn con đi lên cầu thang. Nhiều người đã bị chế giễu hoặc thậm chí bị đe dọa vì những nỗ lực của họ. Một số người rất ghen tị khi thấy con làm việc chăm chỉ và phấn đấu thành tích, họ sẽ cố gắng hết sức để lừa con, khiến con xấu hổ. Chúng ta không thể ngăn người khác trở thành những phần tử tiêu cực nhàm chán, nhưng chúng ta không thể bị ảnh hưởng bởi những con người tiêu cực đó và làm giảm mức độ suy nghĩ của mình. Con phải để chúng trôi qua một cách tự nhiên. Những người tích cực sẽ theo dõi suy nghĩ của họ, theo thời gian sẽ phát triển và tiến bộ cùng với họ. Con thực sự có thể làm điều này, miễn là suy nghĩ của con bình thường, con có thể làm được, và tốt hơn là con nên làm điều đó. Một số người tiêu cực rất tốt bụng, nhưng trong khi những người khác lại vô tình có động cơ và muốn kéo người khác xuống nước, họ không có gì để làm, vì vậy họ muốn bắt người khác không phải làm gì. Hãy nhớ rằng John, người nói rằng con không thể làm điều đó, là người không thể thành công, có nghĩa là thành tích cá nhân của anh ấy chỉ ở mức bình thường. Vì vậy, ý kiến của những người như vậy luôn có hại cho con. Con cần phải đề phòng thêm những người nói rằng con không thể làm điều đó. Con chỉ có thể coi những lời cảnh báo của họ như một thách thức để chứng minh rằng con có thể làm được. Con cũng cần phải ngăn chặn những người tiêu cực phá hoại kế hoạch của con. Để đạt được thành công, những người như vậy có thể nhìn thấy được ở khắp mọi nơi. Họ dường như đặc biệt phá hủy sự tiến bộ và nỗ lực của người khác. Hãy cẩn thận và chú ý hơn đến những người tiêu cực và đừng để họ phá hỏng kế hoạch thành công của con. Đừng để những người có suy nghĩ tiêu cực và những biện pháp hạn hẹp cản bước tiến của con. Những người đang hả hê và ghen tị muốn nhìn con vật lộn, đừng cho họ cơ hội. Khi gặp khó khăn gì, khôn ngoan nhất là con nên tìm những nhân vật hạ nhất để giúp đỡ mình. Yêu cầu một kẻ thất bại cũng nực cười như yêu cầu một lang băm chữa bệnh nan y. Tương lai của con rất quan trọng, đừng bao giờ hỏi ý kiến của người phụ nữ lưỡi dài, vì loại người này không bao giờ tốt đẹp cả đời đâu.
con cần phải coi trọng môi trường của mình, cũng giống như thức ăn cung cấp cho cơ thể. Hoạt động trí óc sẽ nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của con, làm cho môi trường của con phục vụ công việc của con, không kéo con xuống nước. Cách để tạo ra môi trường giúp con thành công là đến gần hơn với những người thành công tích cực và ít tiếp xúc với những người tiêu cực. Mọi thứ phải hoàn hảo, con không thể gánh thêm gánh nặng do lòng tham tích lũy, bố yêu của con.